nãy giờ trời mưa còn ế. Tất cả các thành quân đã có lòng tấm lòng vàng hỗ trợ và giúp đỡ các em khiếm thị trong thời gian vừa qua. Nên mình muốn chào các cô chú bác nhé. Chào các anh chị, chào các bạn. Hôm nay vợ chồng mình sẽ đi giao một cái phần quà, một cái mạnh thường quân gửi tới cái hội người mù. Thì hôm nay mà các bạn hãy cùng đồng hành với mình nhé. Thì trước tiên là mình sẽ mua 50 cái gạo rồi các bạn. Mình mời các bạn hãy cùng đồng hành với vợ chồng mình xem cái hội người mù này như thế nào cho các bạn nhé. Mời các bạn hãy cùng đồng hành nhé. Các bạn có biết không, thì cái hội người mù này là các bạn đấy muốn một cái nơi để các bạn đấy làm cái nơi sông hơi và xóa bóp cho các bạn này. Đấy, thì trước mặt mình là bây giờ các bạn đấy đang ở đấy, ngay nơi cái địa chỉ 229 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cho các bạn nhé. Đấy thì như các bạn biết ở đấy có một anh đang ngồi bán vé số ngoài này đây các bạn này. Đây này. Đấy, ngồi bán vé số ngoài này đây. Thì giờ mời các bạn hãy cùng trò chuyện với các bạn người mù một chút xíu xem như thế nào nha các bạn nhé. Hôm qua chú đã điện cho cháu ấy. Dạ. Thì có một cái mạnh thường quân. Cô đấy là cô Lê Thị Lan. Cô đấy gửi chú làm một cái phần quà cho cháu là 50 gạo. Dạ. Thì gạo chú chở tới để ngay đây cho con đây. Dạ. Nhé. Thế thì không ngoài mục đích là chú đến đây thì cũng hỏi thăm tụi con xem là cái mùa dịch này buôn bán rồi làm ăn các dịch vụ đã được mở lại hay chưa, rồi cái cuộc sống bây giờ buôn bán vé số vé suất này vẫn chưa du lịch nó như thế nào, sinh nhai như thế nào. Dạ. Có khó khăn gì không? Dạ. Đấy. Thì hiện đây là cái đầu tiên đó là chú gửi lời cảm ơn tới các bạn thường quân, cô Lê Thị Lan đã có tấm lòng hảo tâm đã gửi một cái phần quà tới để hỗ trợ cho cái hội người khiếm thị này. Một lời chào trân trọng và một lời cảm ơn và chúc cô rất là nhiều mạnh khỏe. Thì đấy, có gì con trao đổi thì cứ nói đi. Là con ở đây là Nguyễn Thượng Hiền, thì con cũng xin thay mặt tất cả các anh em ở Mắt Sang Nhà Mù ở đây, thì con cũng xin cảm ơn cô Lê Thị Lan và chúc cô mạnh khỏe và làm ăn thất lạc. Và cái như chú hỏi hồi nãy á, thì con cũng là người kiếm thị, con làm sao bóp bán nguyệt. Thì mùa dịch vừa qua thì từ 17 tháng 5 cho đến hiện tại thì tụi con là vẫn đang ngưng hoạt động. Thì ở đây thì tụi con cũng có một số anh em để mà đi bán thêm một ít cái số để kiếm sống thêm qua ngày. À, chị này có thấy đường không? Hay là cũng chị có này, màu lắm chị, không? Chị này á, là chị thấy sáng tối, sáng tối thấy bóng bóng. Thôi chứ không có thằng không thấy đường. Anh này cũng vậy. Em có thấy đường đi không? Dạ không, thì sáng tối mơ mơ. À mơ mơ hả? Là cái là khiếm thị đúng không? Dạ. Đi chiều có mù đúng không? Dạ. Em khiếm thị này là khi bẩm sinh hay là sau này? Dạ sau này, tai nạn. Sau này bị tai nạn này. Dạ. Lúc bao nhiêu tuổi thì em bị? 24. Hả? 24. À 24 tuổi. Dạ. Bây giờ em bao nhiêu tuổi anh? 35. 35 tuổi rồi. Đấy, đã có gia đình gì chưa? Dạ có rồi. À có rồi. Ừ. Mấy cháu rồi? Một. À một cháu hả? Ừ. Như em có thấy đường gì không? Dạ. Có thấy đường không? Dạ thấy bóng bóng là một chút thôi chứ không thấy đường. Dạ. Nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 38 rồi. 38 rồi. Em tự giới thiệu tên em là gì này? Bao nhiêu tuổi này? Quê ở đâu rồi? Nói giới thiệu cho các cô nhìn chú bác đi. Dạ. Em là ở Quảng Bình. Quảng Bình. Dạ. Ở Quảng gì? Ở Quảng Ninh. Ở Quảng Ninh. Dạ. Em vào trong này lâu chưa?
Dạ vào được một năm rưỡi. Có gia đình gì chưa? Dạ có một, có chồng, có con, có một bé rồi. Thế ông xã bây giờ làm gì? Dạ ông xã cũng làm ở đây, mình đi ông xã đi bán vé số rồi. Dạ chuẩn bị về rồi mà ông xã cũng không thấy đường. Cho nó từ từ rồi bán đi đó rồi mình đi về xe. Dạ. Đang đi bán vé số. Đang đi vé số. Đang vé số. À. Giờ để ngoài này nha. Ông xã thì người Huế. À, ông xã người Huế. Dạ. À, chú tưởng đây là lúc đầu chú tưởng là đang tính là về người kia, hóa là đi bán cái số gần về. Đi bán cái số mà anh đi bán cái số rồi mà anh chưa về đây. Còn con thì ở ngoài quê, ở ngoài ngoài á. À vậy hả? Dạ. Con lớn rồi, con 14 tuổi rồi. À, con 14 tuổi. Dạ. Thế thì hiện tại bây giờ thì đang dịch này thì con đi bán cái số. Kiếm thêm cái thu nhập này thì có ngày bán được nhiều không? Dạ, mấy người đi bán thì có ngày được mấy chục tờ à, có ngày thì về con thay đường đi lại khó khăn á, có ngày thì cao thì được 100, rồi có khi thì nữa, có khi nói chung là giờ họ chưa cho mở á, thì xong đi bán. Thì đấy thôi, chờ đi xa đâu có được, có thấy đâu. Đúng rồi, thì con đang kiếm thị này, mắt tôi đối với đường nhưng mà đi xa đi bán được. À, các bạn ơi, thì trong cái video clip đợt trước mình cũng có mang một số quà tới để hỗ trợ cho cái bạn Hiền này, thì các bạn xem trong video trước các bạn cũng đã biết rồi. Thì tiếp tục ngày hôm nay là ngày 9 tháng 12 đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Hôm nay là ngày 9 tháng 12 2021 này các bạn. Thì vợ chồng mình cũng có tới đây để trao một cái ít phần quà của các mạnh thường quân tới cho các hội người khiếm thị này. Thì thực sự mà nói, mình cũng kêu gọi các bạn đồng mạng trong và ngoài nước, nếu xem được cái video này thì các bạn nên xem và tìm hiểu kỹ để hỗ trợ cho những cái bạn này nha các bạn. Tại vì các bạn ở đây hiện tại bây giờ ở đây mấy người không? Dạ hiện tại ở đây đang có 5 người ạ. Còn khoảng 6-7 người nữa đang về quê á. Dạ đang ở đây là khoảng 5 người. Hiền à, Hiền đọc số điện thoại của Hiền đi. Hiền có ai á hỗ trợ gì muốn trực tiếp với Hiền á thì điện cho Hiền. Hiền đọc số lên đi Hiền. Dạ số điện thoại của em là 0935 656 049. Bởi vì Hiền là đọc cái số điện thoại lên trên cái video này cho các bạn biết rồi. Nếu như các bạn nào ở Vũng Tàu hay là ở gần đây hoặc là ở xa cũng được, nếu muốn liên hệ với hội người ngồi hiếm thị này thì trực tiếp cái điện thoại này các bạn điện và hỗ trợ cho bạn đấy cũng được. Còn nếu như một chuyện các bạn cũng đã biết rồi, tại vì trong cái mùa dịch các bạn đấy là mở một cái tiệm bấm bớt massage các bạn nhé. Nhưng suốt 5 tháng vừa rồi là vì dịch Covid-19 thì các bạn biết rồi, không có được mở cửa để lại. Thì hiện tại các bạn đấy đang phải đi bán rồi, các bạn nhìn này đang đi bán vé số ở ngoài đường, mỗi người một ít như này, người khắp nơi luôn, ở thành phố Vũng Tàu luôn, để các bạn kiếm thêm thu nhập hàng ngày sinh sống nữa các bạn. Hiện có cái gì giải bày không, có cái gì kêu các mạnh thường quân hoặc là cảm thấy có cái gì khó khăn mình cứ nói, thì các cô dì chú bác thấy cái hoàn cảnh của tụi con thì cô dì chú bác có cái lòng hảo tâm tốt với tụi con đã giúp đỡ và hỗ trợ cho tụi con trong những lúc ngặt và lúc khó khăn như thế này. Con cứ giải bày có gì đâu. Dạ tình hình đó là giờ là dịch thì nó cũng đang kéo dài, với lại em đóng cửa cũng được 5 tháng nay rồi, thì nói chung tình hình đó là tiền nhà tiền cửa thì người ta cũng giảm cho một ít, nhưng mà cũng phải đóng, cho nên là nếu mà được phép thì em cũng xin các mạnh thường quân hỗ trợ cho em thêm ít để trang trải và lo cho các anh em ở đây tốt hơn. Thì từ cái hôm mà chú quay cái clip đợt trước giờ thì ở Vũng Tàu mình có các mạnh thường quân cái nhà hảo tâm nào tới tham quan chưa? Dạ ở đây thì có một vài cấp mà cái người mà cấp cấp massage thì cũng có tới và cho em một lần là được 50 kg gạo, một lần thì cũng hỗ trợ được 3,5 triệu. Dạ
thì có tiện nhân viên của cái video này cho nó cảm ơn, thì con cứ cảm ơn đi. Đấy, những cái mạnh thường quân nào giúp đỡ cho con đó. Nhân đây thì con xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã có lòng tấm lòng vàng hỗ trợ và giúp đỡ các em khiếm thị trong thời gian vừa qua. Người em có nói gì không? Có muốn nói gì không? Dạ không. Lắc đầu lắm. Thì cứ nói thì các bạn thường quân người ta mới biết được, thì người ta mới chia sẻ với mình. Chứ mình không có nói ra thì các bạn thường quân đâu biết đâu mà người ta chia sẻ với mình, đúng không? Đấy thì có cái khó khăn thì mình cứ giải bày ra đi. Cái gì đâu. Đây là anh Trần Tài. Là chồng của chị này à, vậy hả? Dạ. Để các bạn nhìn thấy này, đây là anh này, một anh nữa, bây giờ nó về đây các bạn này. Đây nè Hiền. Dạ. Cô lựa một thứ một tờ. Dạ. Mà là 25 tờ nè, 250 ngàn của Hiền nè. Dạ, cảm ơn cô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 tờ nha Hiền. Em mới đi bán cái số rồi em? Dạ. Bán được nhiều chưa? Dạ. Dạ, cũng mà sáng giờ trời mưa cũng ế. Còn mà dạ. Anh tên gì cái giới thiệu đây anh? Dạ, em, dạ em tên Trần Tài, năm nay 37 tuổi, quê ở Thừa Thiên Huế. Ở Huế. Đấy thì cũng như cái lời kêu gọi của mình với các bạn nhé. Thì nếu như các bạn nào ở trong thành phố Vũng Tàu, ở những con đường Ba Cư, đường Nguyễn An Ninh, đường Năm Kỳ Khởi Nghĩa và đường Sô Viết Nghệ Tĩnh, các bạn nhìn thấy những cái hội người mù đeo những cái bảng như này các bạn này, thì các bạn nên ghé vào và ủng hộ cho các bạn đến một tờ để các bạn đấy kiếm thêm thu nhập để trang trải trong cái mùa dịch này. Tại vì các bạn biết không, các bạn ở đây là làm cái nghề massage xoa bóp, nhưng trong suốt 5 tháng dịch vừa rồi không có làm được, cho nên là thành thử các bạn hãy nhìn thấy những cái người đeo cái bảng này là những cái hội khiếm thị ở đây, các bạn hãy ủng hộ dùm cho các bạn ấy nha các bạn. Đó là một lời mình kêu gọi của đấy các bạn, ủng hộ giúp đỡ các bạn đấy. Thì nhân đây hôm nay á, là chú cũng ghé qua, hai vợ chồng chú ghé qua để giao cái phần quà của các mạnh thường quân để giao tới cho tụi con. Thì cái này nó là của rất là nhiều, mình san sẻ lẫn nhau thôi con ạ. Đấy thì mình cũng trân trọng và đáng quý những tấm quà tấm lòng vàng để chung tay góp sức với giúp đỡ những cái mảnh đời như tụi con đây. Thì chú cũng thay mặt để gửi lời cảm ơn tới các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Lời chào tri ân sâu sắc nhất tới các mạnh thường quân cũng đã đồng hành cùng với vợ chồng Minh và hỗ trợ với vợ chồng Minh để làm những cái việc thiện nguyện giúp đỡ những cái mảnh đời thiếu may mắn như thế này. Thì video này cũng hơi dài nên Minh cũng xin cô dì chú bác xem trong cái video này có gì sai sót hãy lượng thứ cho vợ chồng Minh và góp ý để vợ chồng Minh hoàn thiện hơn. Và một lần nữa cảm ơn những lời tri ân tới các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã chung tay chung sức với hai vợ chồng Minh để giúp đỡ những mảnh đời thiếu may mắn ở trong xã hội này. Một lần nữa Minh chân thành cảm ơn và chúc cô dì chú bác và các bạn mạnh khỏe, an khang, gia đình hạnh phúc, nhà nhà ấm no. Minh xin chào tạm biệt. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Cô Hương cũng chúc mấy em ha, coi như là cái mùa dịch thì nó qua rồi, nhưng bây giờ là mấy em chỉ có còn khó khăn cái vấn đề chưa có được mở cửa thôi. Thì thôi bây giờ từ giờ cho đợi cho đến ngày mở cửa, cô Hương chúc các toàn thể mấy em được nhiều sức khỏe. Cho cái sức khỏe thì mai mốt mình lấy lại những gì đã mất, chứ bây giờ không có sức khỏe là thua ha. Cho nên cô Hương chúc mấy em ha, mấy em không có ở đây, mấy em đang đi bán, mấy em ở nhà ở bên kia vẫn được nhiều sức khỏe. Để sau này mở cửa lại cô cháu mình còn gặp lại lần nữa. Ha. Rồi cảm ơn cha.